Chào các bạn đã trở lại với cái video học tiếng Anh của chúng tôi. Vừa rồi, trong cái bài đối thoại chúng ta có cái câu là I am looking for, là khi chúng ta muốn đang tìm mua một cái vật gì đó. Ví dụ, tôi đang tìm mua một cái áo lạnh, thì chúng ta sẽ nói là I am looking for a sweater. Tôi đang tìm mua một cái dù, thì chúng ta sẽ nói là I am looking for an umbrella. Tuy nhiên, khi chúng ta muốn mua một cái vật gì đó mà nó sử dụng có đôi có cặp, chẳng hạn như là đôi giày, đôi bông tai, đôi găng tay, thì người Anh, người Mỹ người ta sẽ có một cái từ này đi kèm theo với những danh từ đó là a pair of. Như vậy chữ a pair of này chúng ta sử dụng khi chúng ta muốn mua một cái vật gì đó mà sử dụng có đôi có cặp. Ví dụ tôi muốn mua một đôi bông tai. Đôi bông tai là earrings. Thì chúng ta sẽ nói là I'm looking for a pair of earrings. Tôi đang tìm mua một đôi găng tay. Thì chúng ta sẽ nói là I am looking for a pair of gloves. A pair of gloves. Như vậy, chúng ta dùng chữ a pair of khi chúng ta muốn mua một cái vật gì đó mà sử dụng có đôi, có cặp. Chúng ta lưu ý cho nha. Ở đây, chúng ta coi cái mẫu câu. Mẫu câu ngày hôm nay nó cũng tái tạo vậy, là giống như cái bài ngày hôm qua, nhưng mà nó cho phép chúng ta sử dụng cái a pair of, cái từ a pair of khi chúng ta muốn sử dụng hay là muốn mua một cái vật gì đó mà nó có đôi, có cặp. Các bạn hãy nhìn lên cái bài đối thoại bên trên bảng nhé. May I have you? Bạn cần gì ạ? Yes, please. Vâng, làm ơn. I'm looking for a pair of shoes. Tôi đang tìm mua một đôi giày. Ở đây chúng ta có cái từ a pair of shoes. A pair of shoes, như tôi đã nói với các bạn. Here's a nice pair of shoes. Đây là một cái đôi giày đẹp. But these shoes are black. Nhưng cái đôi giày này nó màu đen. Ý người này muốn chê cái màu sắc này nó màu đen, không thích. Như vậy, this là, ở đây chúng ta có chữ this. This là hình thức số nhiều của this. This. Chúng ta nói là cái cà vạt này thì chúng ta sẽ nói là this tie. Nhưng mà khi chúng ta nói là cái đôi giày này, cái những đôi giày này, cái đôi giày là có hai chiếc rồi, thì chúng ta không dùng chữ this này nữa. This này chỉ dùng cho số ít thôi. Như vậy, khi một cái vật gì đó mà danh từ nào đó mà nó được sử dụng có đôi có cặp mà nó đi liền hai cái với nhau thì phải có s. Có s thì nó là số nhiều, thì chúng ta không dùng this nữa mà chúng ta phải dùng these. These là hình thức số nhiều của this. That's okay. Black shoes are very popular this year. Đúng vậy. Những đôi giày màu đen rất được ưa chuộng trong năm nay. Và bây giờ tôi đưa thêm cho các bạn một cái ví dụ nữa. Ví dụ là chúng ta mua một cái đôi găng tay. Đôi găng tay. Tôi đang tìm mua một đôi găng tay thì chúng ta sẽ nói là I'm looking for a pair of gloves. A pair of gloves. Như vậy, đôi cặp, a pair of, và chữ gloves này chúng ta phải có S. Yeah, I'm looking for a pair of gloves. Tôi đang tìm mua một đôi găng tay. Hay là chúng ta nói là tôi đang tìm mua cái kính mát. Kính mát tiếng Anh gọi là sunglasses. Và bây giờ chúng ta nói là tôi đang tìm mua một cái kính mát. Thì chúng ta sẽ nói là I'm looking for a pair of sunglasses. A pair of sunglasses. Như vậy, những cái đồ vật mà chúng ta sử dụng có đôi có cặp thì chúng ta dùng cái chữ a pair trước cái những danh từ đó, và những danh từ đối phía sau đó đều có s cả, đều có s. Chúng ta lưu ý cho. Bây giờ các bạn hãy nhắc lại cho tôi cái bài đối thoại này nhé. May I have you? Yes, please. I'm looking for a pair of shoes. Here's a nice pair of shoes. But these shoes are black.
That's okay. Black shoes are very popular this year. Bây giờ các bạn nhắc lại cho tôi một lần nữa nhé. May I have you? Yes, please. I'm looking for a pair of shoes. Here's another pair of shoes. But these shoes are black. That's okay. Black shoes are very popular this year. Và bây giờ các bạn hãy nhìn lên trên bảng. Chúng ta có câu may have you. Bạn cần muốn mua gì? Chị cần muốn mua gì? Anh cần muốn mua gì? Yes, please. I'm looking for a pair of. Ở đây người ta cho phép chúng ta sử dụng a pair of. Khi chúng ta muốn mua một cái vật gì đó mà có đôi có cặp. Chúng ta nhìn phía dưới này là hình số 1, chúng ta có từ pants là cái quần đó các bạn. Quần. Cái quần thì người Anh Mỹ người ta cho nó là sử dụng có đôi có cặp bởi vì nó có hai ống. Pants. Ở đây chúng ta có hình số 2, chúng ta có là earrings là đôi bông tai. Và cái màu sắc không hài lòng ở đây là black. Và câu số 3. Câu 3 này là đôi giày, shoes. Và đôi giày này nó màu đỏ, không thích. Nó có cái màu đỏ, không thích. Và thứ tư là boots, là đôi giày ống. Đôi giày ống. Và đôi giày ống này nó có sọc. Stripped. Stripped. Nó có sọc. Pajamas. Pajamas. Chúng ta có từ mới ở đây là pajamas. Pajamas là bộ đồ pyjama. Và cái pyjama này cái màu sắc không được hài lòng ở đây là nó có hai màu là green và yellow. Và cái tình huống thứ sáu là cái stockings là cái vớ dài. Stocking. Và cái màu sắc không được hài lòng ở đây là purple and brown. Nó vừa màu tím và màu nâu. Không hài lòng với cái màu đó. Và câu số 7 là socks, là vớ ngắn dành cho nam. Và cái màu sắc không hài lòng ở đây là polka dot, là có chấm bi, có chấm tròn, có chấm bi. Và cuối cùng là cái mitten, là đôi găng tay. Và nó có tới 3 màu, red, white and blue. Tôi nhắc lại những cái hình này, những từ vựng cho các bạn nhớ nhé. Pants, earrings, shoes, boots, pajamas, stocking, sock, mitten. Bây giờ chúng ta sẽ nói dùng đưa cái chữ a pair of vào. Khi chúng ta mua một cái vật đó có đôi có cặp. Khi chúng ta dùng chữ a pair of thì cái danh từ này chúng ta được thêm s nhé. Chúng ta coi câu số 1. A pair of pants. A pair of earrings. A pair of shoes. A pair of boots. A pair of pajamas. A pair of stockings. A pair of socks. A pair of mittens. Bây giờ tôi sẽ làm mẫu cho các bạn câu số 2 nha. Người bán hàng nói trước, sau đó là người mua hàng. A và B nói. Chúng ta bắt đầu nhé, câu số 2. May I help you? Yes, please. I'm looking for a pair of earrings. Here's a nice pair of earrings. But these earrings are black. That's okay. Black earrings are very popular this year. Và bây giờ tôi sẽ làm mẫu cho các bạn tiếp cái tình huống thứ năm. Đây là tình huống thứ năm. Cái bộ đồ pyjama. May I help you? Yes, please. I'm looking for a pair of pajamas. Here's a nice pair of pajamas. But these pajamas are green and yellow. That's okay.
Green and yellow pajamas are very popular this year. Và bây giờ cái tình huống cuối cùng tôi muốn làm mẫu cho bạn đó là câu số 7 là socks là cái vớ ngắn dành cho nam. À, chúng ta lắng nghe nhé. May I have you? Yeah, please. I'm looking for a pair of socks. Here's a nice pair of socks. But these socks aren't polka dot. That's okay. Polka dot socks are very popular this year. À, vừa rồi, tôi đã làm mẫu cho các bạn 3 tình huống và được gắn liền với trong cái bài đối thoại. Và những phần còn lại các bạn cố gắng nhìn vô đây và chúng ta có thể tự đàm thoại với chính mình hoặc là với bạn bè của mình khi chúng ta học chung nhé. Tôi rất tiếc là hôm nay bên cạnh nhà chúng tôi có một số con thợ sắt đang làm, do đó mà coi nhà hơi ồn ào, có thể là các bạn nghe không được rõ ràng. Các bạn cố gắng nhé. Và bây giờ tôi gợi ý cho các bạn nói bằng tiếng Anh với những tình huống sau đây. Tôi đang tìm mua một cái quần jean. Ở đây chúng ta có quần jean. Jean. Và cái quần jean thì có hai ống thì chúng ta có thể mét ra đây. Như vậy, tôi đang tìm mua một cái quần jean. Thì chúng ta sẽ nói I'm looking for a pair of jeans. Câu kế tiếp. Tôi đang tìm mua một đôi giày. I'm looking for a pair of shoes. Câu kế tiếp. Nhưng cái quần jean này nó màu nâu. Thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Thì chúng ta sẽ nói theo mẫu câu như thế này. But these jeans are brown. But these jeans are brown. Câu kế tiếp. Nhưng cái kính mát này nó màu xám. Thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Và chúng ta sẽ nói như thế này. But these sunglasses are gray. Tôi nhắc lại. But these sunglasses are gray. Và tiếp theo, những bộ đồ pyjama có chấm trong năm này rất được ưa chuộng. Polka dot pajamas are very popular this year. Câu kế tiếp, những đôi găng tay màu vàng trong năm này rất được ưa chuộng. Yellow gloves are very popular this year. Tôi nhắc lại câu này. Yellow gloves are very popular this year. Như vậy, vừa rồi tôi đã làm mẫu và gợi ý cho các bạn để nói theo với cái bài đối thoại này. Và những phần còn lại các bạn cố gắng practice, các bạn cố gắng luyện tập nhé. Nếu chúng ta chỉ có một mình thì chúng ta tự đặt câu hỏi và tự trả lời. Có nghĩa là chúng ta được tự đóng hai vai. Còn nếu mà các bạn học chung với một người nào đó thì chúng ta phân vai ra, chúng ta nói chuyện qua lại với nhau. Và tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tiến bộ. Nếu các bạn có thắc mắc gì về những cái điều mà chúng tôi giảng trong những thời gian vừa qua thì các bạn cứ viết những lời comment ở bên dưới cái video chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời và giải thích cho các bạn nhé. Như vậy, hôm nay cái bài học chúng ta tạm dừng ở đây. Thân ái chào các bạn. Goodbye. See you later.